Thưa quý vị, hình ảnh mà quý vị chuẩn bị xem đây, đây là một hồ ven biển tại bang Hawaii của Mỹ đang có một màu hồng vô cùng bất thường. Các nhà chức trách đang cố gắng tìm hiểu xem nguyên nhân nào khiến cho nước hồ trên đảo Maui này chuyển thành màu hồng. Có một số bằng chứng cho thấy là có thể do tình trạng hạn hán. Hiện tượng nước hồ chuyển thành màu hồng đã theo dõi từ ngày 30 tháng 10. Kết quả xét nghiệm sơ bộ cho thấy tảo độc khó mà có thể trở thành nguyên nhân. Cơ quan chuyên môn cho rằng rất có thể nguồn gốc của màu hồng là do một loại vi khuẩn phát triển mạnh trong những môi trường nước có nồng độ muối cao. Cơ quan chuyên môn địa phương khuyến cáo người dân không xuống nước, tránh ăn cá bắt từ hồ này và không cho thú nuôi uống nước ở đây. Những ngày vừa qua thì thủ đô New Delhi của Ấn Độ luôn ở trong tình trạng chất lượng không khí xấu, không khí ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ. Tại thời điểm này thì nhiều bệnh viện nhi tại New Delhi rơi vào tình trạng quá tải do số trẻ nhập viện đang tăng rất cao. Khóc ngằn ngặt trên giường bệnh với chiếc máy phun sương trên khuôn mặt nhỏ xíu, bé Tiwari mới 1 tháng tuổi cứ ho sù sụ. Các bác sĩ cho biết chính chất lượng không khí nghiêm trọng tại New Delhi vào thời điểm này trong năm là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Phòng cấp cứu đơn giản của bệnh viện ở thủ đô Ấn Độ chật cứng trẻ em với triệu chứng khó thở. Nhiều em mắc bệnh hen suyễn và viêm phổi. Số bệnh nhi tăng đột biến khi ô nhiễm không khí lên đến đỉnh điểm vào mỗi mùa đông ở siêu đô thị 30 triệu dân này. Không khí lạnh giữ lại các chất gây ô nhiễm bắt nguồn từ các phương tiện giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp, bụi xây dựng và đốt rác thải nông nghiệp. Con tôi bị ho, người khó chịu, quấy khóc liên miên, uống sữa thì nôn chớ. Không phải chỉ trẻ con mới gặp phải những vấn đề như vậy đâu. Ngay cả người lớn cũng bị ngứa họng, nhức mắt vì ô nhiễm không khí. Trẻ nhỏ sẽ bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm không khí hơn người lớn vì trẻ thở nhanh hơn, trong khi não, phổi và các cơ quan khác chưa phát triển đầy đủ. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y khoa Ấn Độ vào năm 2021 cho thấy cứ 3 học sinh ở New Delhi thì có gần 1 em bị khó thở do ô nhiễm không khí. Phòng cấp cứu của bệnh viện chúng tôi những ngày này rất bận rộn, bệnh nhi đông, nhiều khi không còn chỗ mà đứng. Thời điểm này khó khăn cho cả bệnh nhân lẫn bác sĩ. New Delhi thường xuyên nằm trong danh sách các thành phố lớn ô nhiễm nhất thế giới. Dữ liệu từ chỉ số chất lượng không khí cho thấy, vào hôm thứ Năm vừa qua, mức độ hạt PM2.5, loại hạt nhỏ nhất và có hại nhất, có thể xâm nhập vào máu, lên tới 390 microgram trên mét khối, cao hơn 25 lần mức tối đa hàng ngày được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị.